với mong muốn cung cấp nguồn dược liệu sạch, an toàn, chất lượng cao, phân phối rộng rãi đến người tiêu dùng, góp phần phòng ngừa, hỗ trợ điều trị những bệnh về gan. Cơ sở sản xuất của chị Lê Hồng Nhàn đã mạnh dạn đầu tư sản xuất cao cà gai leo tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị theo quy trình kỹ thuật hiện đại, khép kín, từ xây dựng vùng nguyên liệu đến các công đoạn thu hoạch, nấu cao và đóng chai, nhãn mác với tên sản phẩm cao cà gai leo An Xuân. Vùng đồi rộng 4 hectare này trước đây là rừng nghèo, hiệu quả kinh tế không cao. Để khai thác tốt tiềm năng lợi thế về đất đai cũng như chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp và giá trị kinh tế cao hơn. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, chị Lê Hồng Nhàn đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng cây cà gai leo, cung ứng nguồn dược liệu cho một số công ty chuyên chế biến dược liệu. Sau khi khai thác rừng trồng, gia đình đã thuê phương tiện múc hết gốc, san ủi mặt bằng, tiến hành làm đất, đồng thời đầu tư 3 giếng khoan và cải tạo 2 hồ chứa nước tự nhiên nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho cà gai leo. Quy trình trồng cà gai leo ở đây được thực hiện một cách công phu. Đất sau khi được làm tơi xốp, răng dây lên luống và rải ống nhỏ giọt theo công nghệ tưới thấm của Israel. Giữa hai hàng cây được đặt một ống nước tưới. Đồng thời, tất cả các luống đều trải màng phủ nông nghiệp để giữ ẩm cho đất, chống cỏ dại và côn trùng phá hoại. Việc bón phân chủ yếu là các loại phân vi sinh. Công tác phòng trừ sâu bệnh, diệt nấm hoàn toàn bằng chế phẩm sinh học nên sản phẩm làm ra đảm bảo sạch 100%. Đối với nguồn giống, được lấy từ công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh, Quảng Ngãi nên đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng. Cà gai leo An Xuân có thời gian từ khi trồng đến thu hoạch từ 5 đến 7 tháng và thời gian thu hái giữa các chu kỳ từ 4 đến 5 tháng khi cây già, ra hoa, quả chín rộ mới cho thu hái. Đất ở vùng đồi núi cho năng suất sản lượng không cao như những vùng đất màu mỡ, nhưng ngược lại, nguyên liệu có dược chất rất cao. Sau khi xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định và đảm bảo các tiêu chuẩn, cùng với việc đóng gói sản phẩm cây cà gai leo khô để bán ra thị trường, gia đình đã đầu tư dây chuyền sản xuất cao cà gai leo từ nguyên liệu tươi theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay ở Quảng Trị. Về quy trình sản xuất cao, nguyên liệu được cắt, nhặt, rửa sạch và chế biến ngay trong thời gian không quá 6 giờ, không để qua ngày hôm sau. Vì vậy, nguyên liệu của An Xuân hoàn toàn tránh được hiện tượng ê, thiêu, nấm mốc, chất bảo quản độc hại. Nhà xưởng thiết bị của An Xuân có hệ thống khu chiết xuất thoáng đẳng, đảm bảo môi trường, dụng cụ chiết xuất sạch sẽ, phù hợp. Đặc biệt, công đoạn cô dược liệu được An Xuân sử dụng nồi cô chân không với lượng nhiệt vừa phải. Vì vậy, sản phẩm có màu sắc mùi vị đặc trưng, đồng thời đảm bảo giữ được dược chất của sản phẩm. Việc đóng gói, bảo quản, thành phẩm được đưa vào phòng vô trùng, đóng chai thủy tinh cao cấp, giữ cho dược tính không bị biến đổi, đảm bảo thời gian bảo quản sản phẩm hợp vệ sinh, tránh rủi bỏ. Về cơ sở pháp lý, cao cà gai leo An Xuân đã được công nhận bảo hộ sản phẩm độc quyền, có mã số kinh doanh riêng, người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra, nhận biết. Sản phẩm cao cà gai leo An Xuân được cơ quan chức năng kiểm nghiệm khách quan, tất cả các yêu cầu đều đạt chuẩn, được công nhận thực phẩm an toàn chất lượng. Cây cà gai leo được các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu bài bản, kỹ lưỡng và đánh giá là cây tốt nhất hiện nay về tác dụng giải độc gan, chữa bệnh gan, đặc biệt là các bệnh viêm gan B, men gan cao, xơ gan, gan nhiễm mỡ, suy giảm chức năng gan. Điều trị các triệu chứng cơ năng của bệnh viêm gan B mãn tính, hoạt động như vàng da, vàng mắt, đau tức hạ sườn phải, kém ăn mệt mỏi, thì hầu hết bệnh nhân đều hết các triệu chứng trên sau 2 đến 3 tháng dùng cao cà gai leo. Bệnh viện Quân y 108 cũng đã thử chế phẩm có nguyên liệu từ cà gai leo trên bệnh nhân viêm gan B mãn tính cho kết quả rất khả quan. Do vậy, có thể khẳng định cà gai leo là cây thuốc rất quý đối với việc hỗ trợ và điều trị một số các bệnh về gan.
Mô hình trồng cây cà gai leo và sản xuất cao cà gai leo An Xuân không những tạo ra sản phẩm dược liệu sạch được thị trường ưa chuộng mà còn tạo được công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động ở địa phương. Từ loài cây hoang dại mọc trong rừng, sau nhiều nỗ lực của cơ sở An Xuân đã chuyển thành một loài dược liệu được nhiều người biết đến, góp thêm một sản phẩm độc đáo của vùng đất nắng gió Cam Lộ, Quảng Trị.